thành tựu nổi bật đối ngoại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Trong khuôn khổ các hoạt động của Hội nghị đối ngoại toàn quốc, Hội nghị ngoại giao lần thứ 31 và Hội nghị ngoại vụ lần thứ 20, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Thông tấn xã Việt Nam về những thành tựu nổi bật của đối ngoại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế, đặc biệt là công tác ngoại giao vaccine khi tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Xin cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của phóng viên truyền hình Thông tấn. Vâng, thưa Phó Thủ tướng, xin Phó Thủ tướng đánh giá về những kết quả của công tác đối ngoại của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Chúng ta đã tạo dựng được cái môi trường hòa bình ổn định thông qua cái việc là tăng cường mở rộng và đưa cái quan hệ của chúng ta với các nước đi vào chiều sâu. Về quan hệ rộng của chúng ta thì chúng ta đã thiết lập quan hệ đến 189 nước trên tổng số 193 thành nước thành viên của Liên Hợp Quốc. Hội nhập kinh tế của chúng ta được triển khai hết sức là mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Đặc biệt là chúng ta đã có quan hệ về thương mại với 220 đối tác và chúng ta thì tham gia hết sức tích cực, chủ động vào các cái hiệp định thương mại tự do. Chúng ta hết sức chủ động, tích cực để đưa cái tầm của chúng ta ra quốc tế, hay còn nói là chúng ta nâng cao cái vị thế của đất nước của chúng ta thông qua việc chúng ta đã hai lần là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, chúng ta là chủ tịch của ASEAN hai lần, cũng như chủ tịch của Liên minh Quốc hội của các nước ASEAN hai lần. Đồng thời thì chúng ta lại tổ chức và là chủ nhà của nhiều diễn đàn quốc tế hết sức quan trọng của quốc tế và khu vực. Đối ngoại đã tham gia rất tích cực vào việc bảo vệ chủ quyền của đất nước chúng ta thông qua việc xây dựng cái đường biên giới hòa bình với tất cả các nước láng giềng. Vâng, thưa Phó Thủ tướng, là trong tình hình diễn biến dịch COVID-19 vẫn còn đang phức tạp như vậy, ngoại giao vaccine thì có thể được xem là điểm sáng trong hoạt động công tác đối ngoại. Vậy Phó Thủ tướng đánh giá như thế nào về công tác ngoại giao vaccine của Việt Nam? Chúng ta quyết liệt trong việc mua vaccine bằng cái nguồn ngân sách cũng như nguồn đóng góp của nhân dân, thì đồng thời chúng ta được cái nguồn hỗ trợ rất là lớn của các nước đối với chúng ta. Chính vì vậy trong một thời gian không phải dài mà chúng ta đã có được cái nguồn vaccine, kể cả mua và đặc biệt là cái nguồn hỗ trợ của các nước rất lớn từ quỹ COVAX, từ các cái nguồn của các nước đến cho chúng ta, mà cho đến thời điểm này là chúng ta có được 151 triệu liều vaccine trong một thời gian ngắn. Đó là cái thành tựu rất lớn. Và đây phải nói là cái sự tham gia hết sức tích cực của lãnh đạo cấp cao của nhà nước chúng ta qua các cái trao đổi trực tiếp, trực tuyến với các lãnh đạo các nước, rồi các bộ ngành và đặc biệt là các cơ quan đại diện ngoại giao của chúng ta ở nước ngoài đã hoạt động hết sức tích cực để mà có đạt được cái nguồn vaccine đó. Một lần nữa, xin cảm ơn Phó Thủ tướng đã trả lời phỏng vấn.